Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình Dũng rồi đây. Hôm nay Hà Nội lạnh quá. Nhưng mà mấy ngày nay thì mình lại đang cầm một con máy có thể nói là hot hot trong thời gian vừa rồi. Nếu mà nói con nào đang hot nhất trong thời gian vừa rồi chắc chắn là các bạn sẽ biết đấy chính là con Xiaomi Redmi Note 7 đúng không? Nhưng mà đã nổi tiếng ấy thì lúc nào cũng sẽ kèm theo rất là nhiều anti fan và rất bị soi mói. Có rất là nhiều anh em sẽ hỏi mình đấy chính là camera của con này thì liệu phải 48 megapixel hay không, hay là liệu chiếc máy này có chống nước hay không. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải quyết một trong những cái vấn đề thắc mắc đấy của các bạn, đó chính là về cái camera con này thật sự chụp có phải là giống như là 48 megapixel hay không. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết về camera của em Xiaomi Redmi Note 7 này nhá. Cùng mình tìm hiểu thôi. Nói qua một chút về thông số camera trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một cái cụm cam kép với camera chính là 48 megapixel. Khẩu độ là f1.8 rất là lớn. Chúng ta sẽ có một cái cam phụ để đo chiều sâu trường ảnh là 5 megapixel. Nhưng mà sử dụng một cái công nghệ gì đó mà cuối cùng là cái cam chính của nó chỉ xuống đến 12 megapixel thôi. Thì bây giờ mình sẽ chụp ảnh thử xem là cái màu sắc nó lên xem như thế nào. Xem là nó cũng có lên được tới 48 megapixel hay không. Tìm hiểu thôi. Cái đầu tiên mà mình dễ nhận thấy nhất ở trên các cái sản phẩm của Xiaomi đấy chính là giao diện rất là thân thiện với người dùng. Nếu mà nhìn vào phát là biết chụp ở đâu ngay, những cái tính năng gì chúng ta cần phải sử dụng. Còn đối với các cái sản phẩm ví dụ như đến từ Huawei hay là các cái dòng sản phẩm khác của Trung Quốc ấy, thì thật sự là cái giao diện nó rất là khó dùng mặc dù các cái tính năng nó rất là nhiều. Đây là một cái lời khen dành cho các sản phẩm của Xiaomi, khá là giống với iPhone đấy. Trong cái điều kiện đầy đủ ánh sáng thì chiếc máy này làm tốt hơn mình nghĩ rất là nhiều. Màu sắc lên tươi hơn bên ngoài và đây chính là một cái điểm mình cực kỳ thích từ đời chiếc Xiaomi Mi 8. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì thuật toán xử lý ảnh định mắt người xem thì bắt đầu có từ chiếc Xiaomi Mi 8. Chụp ảnh cận cảnh như thế này thì cái phần bokeh phía sau được làm cực kỳ tốt luôn, không quá nhòe nhưng vẫn đủ để cho anh em thấy dễ chịu. Trong một cái bức ảnh khác, mình chụp từ trên cao xuống thì màu sắc lên nổi hố rất là rõ ràng và không bị bệt ở những cái vùng tối. Có thể thấy là máy có một cái chế độ cân bằng trắng cực kỳ tốt và đây là một cái điểm mình thấy khá là ấn tượng đấy. Và ảnh này thì mình chỉ đo trong 12 megapixel mà thôi. Còn nó lên được 48 megapixel khi mà anh em bật qua cái chế độ chỉnh tay cao cấp. Lúc này thì ảnh sẽ sắc nét hơn nhưng mà cũng không phải là thay đổi quá nhiều. Ít nhất là trên cái màn hình điện thoại bé tí như thế này thì các bạn sẽ không thể nào nhận ra được sự thay đổi. Vì dù khoảng 12 megapixel hay là 48 megapixel thì khi zoom ra thì anh em vẫn rất là khó để có thể nhận biết. Mình bắt đầu đưa máy vào chụp trong các cái điều kiện ở trong nhà thì máy bắt đầu có cái hiện tượng bị noi. Cũng khá là dễ hiểu và không có gì phải lo lắng cả. Các bạn chỉ cần bật HDR lên và ảnh sẽ cân bằng trắng lại, các cái vùng tối sẽ được tái tạo ổn hơn rất là nhiều. Cái ảnh con mèo này thì mình cực kỳ ưng luôn. Thật sự máy giữ chi tiết rất là tốt mặc dù trong cái điều kiện ánh sáng không phải là quá là tốt đâu. Màu lên thì không bị bệt. Cái này thì có lẽ là phải khen thêm cả mẫu nữa bởi vì công nhận là con mèo nó quá là đẹp luôn. Tiếp theo chính là một cái ảnh mình vừa chụp trong cái điều kiện trong nhà và vừa chụp đường sáng luôn. Thì ảnh lên vẫn rất là chi tiết và không bị đen thui. Thật sự mình cực kỳ ấn tượng với những tấm ảnh chụp ra từ chiếc máy này. Đây là một cái máy mà có cân bằng trắng mà nói tốt nhất từ trước đến giờ mình từng trải qua rồi. Mình cũng thử chụp trong cái điều kiện ánh sáng phức tạp thì những cái vùng tối vẫn được thể hiện rất là ổn, không bị đen thui như nhiều máy mà mình đã từng trải nghiệm. Cân bằng trắng chính là một cái ưu điểm của cái cụm cam trên chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Chuyển qua một cái chế độ chụp ảnh thiếu sáng thì tốc độ màn chập trên máy giảm đi trông thấy luôn, ảnh trông noi hơn rất là nhiều và vùng trời nhìn thật sự rất là khó chịu mặc dù máy có khẩu độ cũng không phải là nhỏ lắm đâu, là f1.8 cơ. Khi mà bạn chuyển qua cái chế độ chụp HDR thì máy lấy lại được các cái chi tiết ở trong vùng tối rất là tốt, thậm chí còn giảm noi luôn cơ. Nói chung chụp ảnh trong cái điều kiện thiếu sáng thì anh em cứ bật HDR lên thì mới ổn được. Bất kỳ máy nào cũng thế, không phải chiếc Xiaomi Redmi Note 7 này. Còn đối với ảnh chụp selfie thì đối với cụm cam 13 megapixel thì mình không thật sự là quá ấn tượng, bởi vì đây là một cái cụm cam nó khá là bình thường thôi, mình chụp lên thì cà tất cả những cái mụn mằn trên mặt mình đi. Đây là một cái chế độ làm đẹp thường thấy ở trên các cái sản phẩm đến từ Trung Quốc, ví dụ như là Xiaomi, Oppo hay là Vivo hay là Huawei các kiểu thì nó sẽ có cái thuật toán xử lý ảnh như thế này. Vậy là trên đây thì mình cũng đã đánh giá khá là kỹ cho các bạn về camera trên chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Nói chung là khá là ngon. Và trong tầm giá này kể cả là nó sử dụng cái công nghệ nào đi chăng nữa, nó có gian dối người dùng hay như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn phải công nhận với mình một điều là khoảng từ 3 cho tới khoảng 5 triệu thì em này không hề có đối thủ với camera. Kể cả Mi 8 Lite hay Mi 8 SE mình đã từng trải nghiệm thì cũng không phải là đối thủ của em này về khoản đấy. Vậy thì anh em nhận xét như nào về chiếc máy này? Có đáng để anh em mua hay không? Hãy để lại ý kiến comment xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì chắc là mình phải đi trải nghiệm thêm một lúc nữa. Khá là ngon. Con này chắc chắn là mình sẽ mua về để chơi Tết. Chào tất cả mọi người.